Xin mến chào tất cả anh em, xin mến chào tất cả các bác. Thì như trước mắt anh em và các bác cũng đã nhìn thấy, đó là hai mẫu cục đẩy công suất của Lyric Augotic và Crest Audio. Thì với hai mẫu đẩy này thì sẽ chuyên trị đó là phun đôi hoặc súp ghép anh em nhé. Nhiều anh em đi sự kiện, những cái show sự kiện hoặc anh em sử dụng những phòng trà, phòng hát kinh doanh thì anh em cũng có thể tham khảo với lại hai mẫu cục đẩy này. Thì hai mẫu cục đẩy này thì nó sẽ chuyên dành cho anh em đi sự kiện đám cưới nhiều hơn, hoặc là những phòng trà nhỏ thì anh em hay sử dụng. Vì sao? Bởi vì công suất nó lớn và nó chỉ có hai kênh thôi, phun đôi nó cũng có thể chơi được và súp kép thì nó cũng có thể chơi rất là ngon lành. Và với những mẫu cục đẩy này thì đều là những sản phẩm hàng mới, hàng nhập trực tiếp bên China, và anh em sẽ được bảo hành lên tới 12 tháng. Lỗi trong tháng đầu tiên thì anh em sẽ được đổi mới, và anh em hãy nhớ nếu như có nhu cầu mua hàng thì anh em hãy liên hệ với số điện thoại bên góc dưới màn hình. Xem video thì hãy nhớ like. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ đăng ký kênh để xem các video mới nhất bên em. Và với mẫu cục đẩy Lyric Augotic PL2.12 ở bên trên đây, thì đây là một sản phẩm hàng chính hãng của Lyric Augotic và công suất đạt chuẩn lên tới 1200W trên một kênh ở chế độ 8 ohm. Thì với mẫu cục đẩy này thì như anh em cũng đã biết trên kênh, bên em cũng đã giới thiệu review và đã mở nội thất về cái dòng cục đẩy PL2.12 này cho anh em xem rồi. Sử dụng đó là 52 sò Toshiba sử dụng kết hợp với mạch Class H anh em nhé. Mạch Class H, sò Toshiba thì những dòng này sẽ chuyên cho anh em chơi phun đôi hoặc là súp kép 40. Đấy, phun đôi 40 hoặc là mỗi kênh này anh em có thể đánh cho em một cặp bát 40 hoặc là một quả súp kép bát 40 hoặc là một cặp súp đơn 40 trên một kênh này. Thì nó đánh rất là uy lực rồi anh em nhé, 1200W ở chế độ 8 ohm. Thì đánh bao căng và bao mát máy bền bỉ tới tất cả anh em luôn. Và Lyric Augotic PL2.12 này thì cũng đã có những cái video thực tế rồi để test cho anh em có thể nghe thấy về cái áp lực, về cái công suất, độ chịu đòn của dòng này. Lưu ý đó là anh em chỉ chơi với lại full 40 thôi, full đôi 40 cứ từ 220 cùng 100. Còn nếu anh em mà đánh với súp 50 thì nó sẽ chơi được với súp đơn 50 từ 280 cùng 125. Thì mỗi kênh nó có thể đánh cho anh em được một quả anh em nhé. Mỗi kênh một quả súp đơn 50. Còn đâu cứ súp kép 40 hoặc là phun đôi 40 thì con này nó chơi ngon lành luôn. Giá hiện tại của cục đẩy này chỉ với giá đó là 7 triệu đồng anh em nhé. 7 triệu đồng là chưa bao gồm phí ship. Và ship con này thì anh em thêm cho em có 200 nghìn thôi. Thì em sẽ bao ship cho anh em trên mọi miền của Tổ quốc. Vì những cục đẩy này thì nó nặng tầm khoảng gần 30kg, tầm 27-28kg. Và anh em nhìn đây thì nó rất là nhỏ gọn so với cục đẩy bên dưới đúng không ạ? Cục đẩy này thì nó chỉ có size 2U thôi, 2U. Và công suất là thì quá là vừa đủ để cho anh em để chơi rồi. Thường thì anh em hay chơi với dòng cục đẩy này, đó là chơi với những cặp loa full đôi 40 từ 220 cùng 100. Thì rất nhiều anh em đi đám cưới, hiện tại anh em cũng đang dùng những cặp full đôi. Thì sự kiện nhỏ thì anh em có thể chơi full đôi rất là ok đúng không ạ? Và tiếp theo thì với cục đẩy bên dưới là cục đẩy Crest Audio CA40. Thì với những dòng của Crest Audio thì anh em cũng đã rất là quen thuộc với các dòng cục đẩy như Crest Audio CA18, CA20, CA30, CA38. Và tiếp theo cái nối tiếp cái series của dòng CA thì nó sẽ là CA40 anh em nhé. CA40 ở đây. Và với CA40 công suất của nó đạt chuẩn lên tới 1500W cho một kênh ở chế độ 8 ohm. CA18 thì nó chỉ được tầm 1.100 và CA20 được 1.200, CA30 thì được 1.350 anh em nhé, còn CA40 thì được 1.400 đến 1.450 thôi. Còn CA40 thì nó là nâng cấp của CA38 và công suất nó đạt chuẩn lên tới 1.500W trên một kênh ở chế độ 8 ohm. Thì với CA20 thì anh em cũng đã biết là size nó rất là lớn, size nó cũng là size 3U, nó còn dày và nó còn nặng hơn cả Lyric Augotic PL2.12. Và công suất của nó thì cũng chỉ bằng 2.12 thôi anh em nhé. Cũng chỉ bằng 2.12 thôi. Nên là anh em hãy lựa chọn và tham khảo với cái dòng cục đẩy 2.12 này để thay thế cho cái dòng cục đẩy Crest Audio CA20. CA20 thì nó cũng sử dụng class, hầu như nó sử dụng class AB và sò Toshiba. Thì tiếng nó sẽ tối hơn, đánh full nó sẽ không hay được bằng với 2.12. Và quay lại với CA40 này. Đạt chuẩn là 1500W ở chế độ 8 ohm. Thì với 1500W này anh em có thể chơi được full đôi thì không nói rồi, 1200 nữa để chơi được full đôi rồi. Thì 1500W thì nó sẽ đánh được súp kép, đánh cả được súp kép từ 280 côn 125 luôn anh em nhé.
ở chế độ 8 ôm nó đã đạt tới đó là 1.500W, thì 4 ôm nó sẽ lên tới hơn 2.000W. Thì hơn 2.000W nó có thể chơi căng cho anh em đó là từ 280 côn 125, xúc kép 50. Thì như ở đằng sau kia thì anh em cũng đã nhìn thấy đây, đây là cái đằng sau của em. Thì đằng sau này thì nó chỉ là xúc kép 50 từ 220 côn 100, đó là lưới TVKF 218 15 triệu một quả. Thì đây nó chỉ là từ 220 côn 100 thôi. Thì với cục đẩy thì tầm khoảng 1.500W như CA40 thì nó có thể đánh căng và mát máy cho anh em được. Nhưng với đến từ 280 côn 125 thì nó phải lên tới CA40. Thì với CA40 này thì nó đánh bao căng, bền bỉ, mát máy. Với hai cái dòng cục đẩy này thì anh em có thể xem lại video về nội thất, bên em cũng đã mở chi tiết cho anh em cùng xem về cái nội thất của hai dòng cục đẩy này rồi. Lưới Autotech VL2.12 52 sò Toshiba và Crest Audio CA40 sử dụng lên tới 64 sò, đó là sò Toshiba. Và với những mạch này thì thiết kế là mạch Class AB anh em nhé. Class AB thì thường nó sẽ trị súp, nó sẽ tốt hơn so với trị full. Vì tiếng súp thì nó sẽ ra tiếng nó tối và nó không cần phải tiếng sáng. Tiếng sáng thì anh em sẽ sử dụng cho đánh full, và tiếng tối thì hầu như anh em sẽ đánh cho đánh súp. Thì con CA40 này thì nó sẽ chuyên cho anh em chơi các dòng súp kép sẽ nhiều hơn. Còn 2.12 này thì anh em chơi súp kép 40 hoặc chơi full đôi. Thì với lựa chọn súp kép thì cũng ít khi anh em đánh súp kép 40. Hầu như 2.12 thì anh em hay chơi với các dòng full đôi nó sẽ tốt hơn và nó sẽ được uy lực hay hơn anh em nhé. Thì ok, anh em có thể xem lại qua các video bên em đã mở nội thất về hai dòng này, test chất âm cho anh em cùng nghe rồi. Lên báo giá để anh em có thể biết được và anh em có thể tham khảo. Và mọi thông tin nhu cầu mua hàng, anh em hãy nhớ liên hệ với em qua số điện thoại dưới màn hình. Cái quan trọng nhất là cái giá mà anh em muốn tham khảo và muốn biết, đúng không ạ? 2.12 giá xin nhắc lại đó là giá 7 triệu đồng chưa phí ship. Và nếu như ship thì anh em chỉ thêm khoảng tầm 200 nghìn thôi, ở bên em bao ship. Và tiếp theo đó cục đẩy Crest Audio CA40 thì với giá nó là 8 triệu 800 nghìn đồng và công suất đạt lên tới 1.500W. Giá hiện tại là 8 triệu 8 anh em nhé, và chưa bao gồm phí ship. Ship con này thì nó sẽ rơi tầm khoảng 300 nghìn đến 400 nghìn. Thì tùy từng khu vực nó sẽ dao động trong tầm khoảng đó. Thì anh em nếu muốn bao ship thì thêm cho 300 nghìn thôi. Thì bên em sẽ hỗ trợ phần còn lại cho tất cả anh em. Và nếu như anh em ở gần và muốn gửi xe nhận nhanh ấy, thì nó chỉ tầm khoảng 50.000 đến 100.000 tiền phí ship cho hai cái cục đẩy thôi anh em nhé. Giá rất là rẻ khi anh em mà muốn gửi xe. Thì ok, cho tất cả anh em và hẹn anh em các clip lần sau. Cái quan trọng nhất là giá thì em đã báo rồi. Và anh em có nhu cầu mua hàng thì anh em hãy nhớ liên hệ với em qua số điện góc dưới màn hình anh em nhé. Ok, cho tất cả anh em và hẹn anh em các clip lần sau ạ.